Hello everyone. How are you today? I hope all of you follow this lesson today. Nội dung bài học của chúng ta hôm nay là gồm hai phần. Phần thứ nhất là cô sẽ ôn lại một số từ vựng của bài 11. Phần thứ hai là dạng bài tập trắc nghiệm Choose the best option về các dạng là get field, điền từ, preposition, điền giới từ, word form, từ loại, synonym là tìm từ đồng nghĩa. Chúng ta bắt đầu bài học. Đầu tiên, chúng ta sẽ học phần vocabulary, từ vựng của bài 11. Các em nghe và lặp lại theo cô sau mỗi từ. Fossil fuel, fossil fuel, fossil fuel. Nhiên liệu hóa thạch. Reserve, reserve, reserve. Sự dự trữ. Geothermal heat, geothermal heat, geothermal heat. Địa nhiệt. Solar panel, solar panel, solar panel. Tấm thu năng lượng mặt trời. Potential, potential, potential. Alternative, alternative, alternative. Resource, resource, resource. Có nghĩa là tài nguyên. Nuclear power, nuclear power. Năng lượng hạt nhân. Các em lưu ý các dấu nhấn để chúng ta đọc cho đúng và để làm bài tập nhấn âm cho đúng. Các em có một phút để nhìn lại từ vựng. Chúng ta tiếp tục đọc các từ vựng tiếp theo. Renewable, renewable, renewable. Có thể thay thế. Từ trái nghĩa với renewable, ta có từ non-renewable, non-renewable, non-renewable. Không thể thay thế. Release, release, release. Phóng ra, nhả ra. Make use of, make use of, make use of. Có nghĩa là tận dụng, sử dụng. Infinite, infinite, infinite. Bằng nghĩa với unlimited, unlimited, unlimited. Có nghĩa là không giới hạn. Từ tiếp theo đó là exhausted, exhausted, exhausted. Các em lưu ý từ này âm H chúng ta không đọc. Ở đây H câm, có nghĩa là cạn kiệt. Electricity, electricity, electricity. Nghĩa là điện. Từ cuối cùng ta có hydroelectricity, hydroelectricity, hydroelectricity. Có nghĩa là thủy điện. Và các em xem các dấu nhấn âm. Các em có một phút để nhìn lại và nhớ các từ này. Okay, have you finished? We're going on another part of lesson today is exercise. Now, let's go to exercise part.
of this lesson. In this slide, we have seven sentences. You look the answers and choose the best option to fill in the blanks. Các em nhìn vào 7 câu này và chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống ở mỗi câu. Ở câu 1, chúng ta có từ fuel. Các em lưu ý cái từ vựng chúng ta đã học, từ nào mà đi chung với từ fuel. Câu số 2, ta có từ mới đó là nuclear reactor, có nghĩa là lò phản ứng hạt nhân. Từ release thì chúng ta đã học rồi. Câu số 3 thì không có từ vựng nào mới. Energy resources là tài nguyên năng lượng. Câu số 4, ta có từ advertising, có nghĩa là quảng cáo. Câu số 5, tiếp tục gặp lại fossil fuel. Câu số 5 có từ release, có nghĩa là thay thế. Câu số 6 là dạng, câu số 6 và câu số 7 là dạng bài tập điền giới từ. Do đó các em chú ý từ depends sẽ đi với từ nào, và câu số 7 từ consist sẽ đi với từ nào. Các em có 2 phút để đọc 7 câu này và làm. Okay, now let's look at sentence number one. Các em nhìn vào câu 1, ta có từ fuel. Khi nãy ta học từ vựng, có từ nào đi với từ fuel? Các em nhớ không nè? Và từ đó chính là đáp án của câu 1, chính là fossil fuel, có nghĩa là nhiên liệu hóa thạch. Câu số 2, lò phản ứng hạt nhân thì phóng ra cái gì mà nó nguy hiểm đến môi trường. Chúng ta có 4 đáp án. Thì đáp án A đó là đáp án đúng của câu 2. Radiation có nghĩa là sự phóng xạ. Radiation. Ta sang câu 3. Chúng ta sử dụng tốt hơn tài nguyên năng lượng. Thì chỉ có câu B có nghĩa hợp nghĩa với câu này là sử dụng. Đáp án là câu B. Câu số 4, chính phủ chi 1 triệu pound cho cái chiến dịch quảng cáo khuyến khích bảo tồn cái nguồn năng lượng. Thì ở đây chiến dịch thì đáp án đó chính là câu A, campaign, có nghĩa là chiến dịch, là phù hợp nhất so với 3 đáp án còn lại. Câu số 5, on fossil fuel, tất cả các nguồn năng lượng hóa thạch thì nó là nguồn tài nguyên mà không thể thay thế sau khi sử dụng. Thì đây chính là nguồn tài nguyên không thể tái tạo. Do đó ta sẽ chọn đáp án D, non-renewable. Còn câu A có nghĩa là unlimited, là không giới hạn. Renewable là có thể tái tạo. Available là có sẵn. Đều không phù hợp nghĩa. Chỉ có đáp án D là phù hợp nghĩa. Ta sang câu số 6. Depend. Ta có động từ depend sẽ đi với giới từ là on. Do đó ta chọn đáp án C. Và câu số 7, ta có từ consist. Natural environment. Consist. Môi trường tự nhiên thì bao gồm các tài nguyên thiên nhiên. Thì consist này sẽ đi với từ là earth. Các em làm đúng được bao nhiêu câu nè?
We have brought this sentence in this slide. Các em nhìn vào câu 8 tới câu 13, chúng ta có một vài từ dựng mới. Ví dụ như ở câu 9 ta có từ consumption, có nghĩa là sự tiêu thụ. Câu số 10 ta có từ core, earth, có nghĩa là lõi của trái đất. Câu 11 không có từ nào khó. Câu 12, Roots house, các em lưu ý chữ này để ta dễ dàng tìm ra đáp án. Roots house có nghĩa là mái nhà. Từ này có xuất hiện trong phần reading. Và câu 13, reduce energy. Reduce energy có nghĩa là giảm cái năng lượng đi. Các em có 1 phút để làm bài tập này. Okay, we let's correct sentence number 8. Các em nhìn vào câu số 8, solar energy là năng lượng mặt trời có thể chuyển electricity từ hồi nãy mình đã học rồi thành điện. Do đó, chuyển thành điện thì từ change sẽ đi với từ là into. Do đó, đáp án ta sẽ chọn là câu C. Câu số 9 là cái sự tiêu thụ tăng lên dẫn đến sự cạn kiệt nhanh cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta. Như vậy đáp án ở đây ta sẽ chọn là câu C, dẫn đến sự cạn kiệt. Ta sẽ chọn một cái danh từ ở đây. Câu số 10, ta có từ lõi trái đất như cô nó vừa mới nói là Earth core. Như vậy cái gì được sản xuất ra từ độ nóng mà nó có từ trong cái lõi trái đất thì chỉ có cái hàng địa nhiệt, geothermal energy. Từ này cũng có vừa mới học ở phía trên. Câu số 11, water energy là năng lượng nước. Produce là sản xuất ra cái gì mà được sử dụng để chạy máy thì chỉ có câu đáp án đúng, đó là câu B, sản xuất ra điện, electricity. Câu 12, cô nói các em lưu ý chữ roof of houses là mái nhà. Vậy cái gì đặt ở trên mái nhà để lấy năng lượng mặt trời thì chỉ có từ panel. Panel, đáp án câu D. Và câu 13 ta có từ gì đây? Điều quan trọng dành cho các nước phát triển là giảm cái năng lượng càng nhiều càng có thể. Đó là giảm cái năng lượng tiêu thụ. Chỉ có câu C là đáp án đúng của câu 13. Rồi, chúc các em làm tốt 6 câu này. The next slide, we have four sentences. Sorry, we have five sentences from 14 to 18. Trong 5 câu tiếp theo, chúng ta sẽ làm cũng tương tự như các câu trên. Và cô thấy là không có từ nào là từ mới. Chỉ có câu 18 các em lưu ý có xuất hiện dạng bài tập bằng nghĩa, tìm từ đồng nghĩa. Các em có 1 phút đọc để làm các câu này. Okay, now we look at 14 sentence. Các em nhìn vào cái câu số 14.
Ở đây the world coal, coal có nghĩa là than đá, than đá của thế giới, nên sử dụng lâu dài hơn, nhưng một khi sử dụng thì nó không thể phục hồi lại được. Như vậy là cái nguồn dự trữ, nguồn sự dự trữ than đá, thì nãy ta có học từ sự dự trữ, đó là câu A. Do đó ta chọn A, đó chính là đáp án của câu 14. Câu 15. Water power là năng lượng nước, được thì nó cung cấp năng lượng mà không có ô nhiễm. Như vậy sao chữ without, cái từ ta chọn vào đây, từ loại đó là một danh từ. Nhưng mà ở trong câu này có hai danh từ là câu B và câu C. Pollution có nghĩa là sự ô nhiễm, còn pollutant có nghĩa là chất ô nhiễm. Như vậy cái nghĩa phù hợp nhất ở đây đó chính là câu B, pollution. Câu 16. Is it expensive to build a dam for dam? Cái này có nghĩa là đập. Như vậy là đập chỉ được sử dụng cho cái thủy điện mà thôi. Do đó ta sẽ chọn đáp án D, hydroelectricity, có nghĩa là thủy điện. Từ này ta cũng được vừa được ôm ở trên. Câu 17 là câu C. Câu 17, relatively có nghĩa là tương đối, có nghĩa là nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt trong có một thời gian tương đối ngắn, thì chỉ có câu C này là phù hợp nghĩa nhất. Do đó ta chọn là relatively, và các em ghi chú nó có nghĩa là tương đối. Câu 18, infinite, từ này cô có dạy ở trên và từ đồng nghĩa của nó luôn. Do đó các em dễ dàng tìm đáp án cho câu 18, đó là câu B, unlimited, không giới hạn. The last slide, we have the last four sentences. Ở cái phần này ta có 4 câu, 4 câu cuối này thuộc dạng bài tập tìm nghĩa tương đối với cái từ gạch dưới, nó là đồng nghĩa đó các em. Như vậy câu 19 này ta có từ supply. Supply có nghĩa là gì mấy em? Cung cấp. Như vậy các em sẽ tìm trong 4 đáp án dưới đáp án nào có nghĩa là cung cấp, thì đó chính là cái từ nào có nghĩa là cung cấp thì đó chính là cái đáp án. Rồi các em có một một thời gian ngắn để làm 4 câu cuối nó cùng này. Ok, như câu 19 cô vừa mới nói, supply có nghĩa là cung cấp. Như vậy là chỉ có câu D, provide, có nghĩa là cung cấp mà thôi. Như vậy đó cũng chính là cái đáp án của câu 19 này. Câu 20, renewable, cô vừa mới giải trên, có nghĩa là thay thế. Có thể tìm được cái nguồn nhiên liệu thay thế. Như vậy là trong 4 đáp án này thì cái đáp án B chính là đáp án đúng. Recyclable, recyclable có nghĩa là có thể tái tạo lại được, có thể thay thế. Câu 21 ta có từ lead to. Hồi nãy cô có dạy câu từ này có thể xuất hiện ở câu trên, bài tập trên. Lead to có nghĩa là dẫn đến, đưa đến. Như vậy là câu có nghĩa gần với lead to nhất, cái nó chính là resulting, đáp án B. Và câu cuối cùng, create, water energy, năng lượng nước được dùng để tạo ra điện, sản xuất ra điện. Như vậy là từ gần nghĩa nhất với create đó chính là produce, đáp án của câu 22 là câu A. Như vậy trong tiết học này cô vừa mới ôn lại cho các em một số từ vựng có ở trong bài 11 và 22 câu bài tập có liên quan đến cái các từ vựng trên. Phần cuối cùng là homework, cô yêu cầu các em về nhà học lại, học thuộc lòng các từ vựng mà cô vừa mới ôn và làm lại các câu bài tập lần nữa
để cho các em nhớ và hiểu. Còn câu nào các em không hiểu, thắc mắc thì hỏi lại cô. Cô chúc các em có một tuần học tập thật vui và thành công. Cô xin chào các em.